Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ hai ngày 30 tháng 3 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin ổ dịch lớn nhất thế giới, Mỹ quá tải. Mỹ hiện đang đương đầu với thế giới về các số ca nhiễm dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán kể từ khi số ca nhiễm được biết đến ở Mỹ vượt qua Trung Quốc và Ý vào ngày thứ năm 26 tháng 3 năm 2020 vừa qua. Hết ngày 29 tháng 3 năm 2020, Mỹ đã ghi nhận một kỷ lục buồn khi số ca nhiễm bệnh viêm phổi Vũ Hán của nước này đã vượt mốc 130.000 người. Đây là hình ảnh cập nhật dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đến 11 giờ 30 ngày 29 tháng 3, cho thấy Mỹ là quốc gia có người mắc bệnh cao nhất với trên 130.000 người và 2.229 người tử vong. Chỉ hơn 2 tháng kể từ khi phát hiện các ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán đầu tiên tại Seattle vào ngày 21 tháng 1, Mỹ đã vượt qua Trung Quốc và Ý trở thành trung tâm của đại dịch toàn cầu. Mức tăng tốc độ nhanh chóng số ca nhiễm bệnh tại Mỹ có thể được lý giải bởi hai nguyên nhân. Thứ nhất là do bản thân tốc độ lây lan của dịch bệnh vốn rất nhanh giống như các nước khác. Và thứ hai là việc tăng thêm số lượng cũng như tốc độ xét nghiệm viêm phổi Vũ Hán sau nhiều tuần thiếu hụt. Tại thành phố New Auckland, bang Louisiana, chỉ trong vòng 2 giờ ngày 27 tháng 3, một trong ba điểm xét nghiệm ở đây đã đạt tới công suất làm 250 xét nghiệm một ngày. Tính đến tối ngày 27 tháng 3, đài Fox, bang New York là bang có số ca nhiễm bệnh cao nhất của Mỹ với 44.635 người nhiễm. Trong đó 519 người đã chết. Nhưng New York cũng là bang có tỷ lệ xét nghiệm trung bình trên 1 triệu dân cao nhất nước Mỹ là 5.319 người. Trong khi tỷ lệ này khá thấp ở một số bang như Arizona, hoặc India, hoặc Texas, với ít nhất là 1.634 người thiệt mạng kể từ tối ngày thứ Sáu 27 tháng 3, cũng là mức tăng kỷ lục hàng ngày. Mỹ đứng thứ 6 thế giới về số người chết vì đại dịch theo những số liệu chính thức mà hãng truyền thông quốc tế Reuters đã kiểm chứng. Và hiện tại có vẻ như dịch tập trung nhiều hơn tại các trung tâm đô thị, chủ yếu là thành phố New York và các ngoại ô và tại Sydney, Boston và San Francisco. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Norfolk, nơi tàu bệnh viện USNS Comfort nhổ neo để tới New York hỗ trợ các hoạt động y tế đối phó với dịch viêm phổi Vũ Hán hôm 28 tháng 2 năm 2020. Hai bang bị nặng nhất là New York và Washington. Nhưng những điểm nóng mới đã xuất hiện ở Michigan và Chicago tại 50 tiểu bang đều đã có các bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán. Đây cũng là một nơi dịch bệnh xuất hiện trước tiên, nguyên nhân được cho là vì mật độ dân cư ở đây rất đông. Tại các đô thị lớn này, người dân chủ yếu đi lại bằng giao thông công cộng, theo đó nguy cơ phơi nhiễm rất lớn. Trong khi đó, các bệnh phải mất vài ngày mới phát lộ các triệu chứng không dễ biết khi phòng ngừa. Ông Kat Beston, giáo sư của Đại học Washington, chuyên gia mô hình hóa các dịch bệnh truyền nhiễm trong 20 năm qua đã nhận xét như sau. Mỗi vùng có những lý do văn hóa, xã hội riêng sẽ tác động tới tốc độ lây lan và cả phương pháp ứng phó của địa phương đó với tốc độ lây lan này. Thống kê mới nhất của Đại học John Hopkins vào ngày 27 tháng 3 cho thấy thành phố New York là nơi có nhiều ca nhiễm nhất với hơn một nửa số ca nhiễm của Mỹ vào thời điểm được thống kê. Với dân số hơn 8 triệu người, thành phố New York là thành phố đông dân nhất và có mật độ dân số cao nhất nước Mỹ. Mật độ dân số tại đây cao gấp đôi, thậm chí gấp 3 các bang khác. Với dân số và mật độ đông như vậy, người New York thường xuyên và dễ dàng tiếp xúc với nhau, do đó nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao hơn rất nhiều. Và cũng có ý kiến cho rằng, giống như nhiều quốc gia khác, Mỹ đã bỏ lỡ cơ hội vàng để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát. Đây là hình ảnh người dân đứng xếp hàng chờ xét nghiệm viêm phổi Vũ Hán tại trung tâm bệnh viện Essex ở quận Queen của thành phố New York vào ngày 26 tháng 3 vừa qua. Mỹ ghi nhận ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán đầu tiên tại bang Washington vào ngày 21 tháng 1. 6 tuần sau, số ca nhiễm mới tăng lên 70, chủ yếu liên quan đến du khách nước ngoài. Số ca nhiễm tăng nhanh chóng từ khi cơ quan y tế công bố trường hợp lây nhiễm cộng đồng đầu tiên tại California vào ngày 26 tháng 2. Kể từ đó, cùng với số ca nhiễm mới cập nhật hàng ngày ở Mỹ tăng lên hàng chục, sau đó là hàng trăm, rồi hàng nghìn, đi cùng với sự xuất hiện và gia tăng của những ca tử vong.
Trên thực tế, các cấp chính quyền chỉ chính thức khẳng định sự tồn tại của dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán tại Mỹ sau khi phát hiện bệnh này góp phần gây ra cái chết của 2 người và tiếp tục giết chết thêm 20 người khác ở khu vực Sydney. Như vậy, với cơ hội đầu tiên trong giai đoạn 1 của dịch bệnh, khi việc ngăn chặn viêm phổi Vũ Hán bùng phát dễ hơn, khi đó có thể đảm bảo được xét nghiệm, không bỏ sót các trường hợp lây nhiễm có thể đã bị bỏ qua. Thay vào đó, trong một thời gian dài, nhiều bang của Mỹ vẫn đang phải phòng chống lại một kẻ thù trong bóng tối, mà không thể làm cách nào biết được đối thủ đến từ đâu, mạnh như thế nào, trong khi số người nhiễm bệnh vẫn đang tăng dần theo cấp số nhân. Và với những quyền hạn riêng cũng như đặc điểm của từng bang mà mỗi bang của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ đối phó với dịch bệnh theo những cách khác nhau. Đây là hình ảnh Trung tâm Tài chính Thế giới tại Mỹ bị ảnh hưởng vì viêm phổi Vũ Hán. Trong khi New York, Washington và California áp dụng các biện pháp quyết liệt ngăn chặn dịch bệnh, hai bang khác là Ohio và Maryland cũng làm theo họ, còn một số bang khác vẫn miễn cưỡng áp dụng các quy định giãn cách xã hội, một trong những biện pháp hiệu quả nhất để chống lại dịch bệnh được chứng minh. Phần nhiều, lý do lo ngại về tác động tiêu cực của chính sách giãn xã hội với nếp sống hàng ngày, đặc biệt là hoạt động kinh doanh. Thực tế, hoạt động đầu của chính phủ New York cũng đã lưỡng lự khi đưa ra khuyến cáo ở nhà với người dân căn cứ vào những thông điệp đối chọi nhau giữa thống đốc bang Andrew và thị trưởng thành phố New York, ông Bill Blasio. Tương tự, cũng đã ra lệnh đóng cửa trường học tới cuối tuần cùng tháng 4 năm 2020, nhưng thống đốc James của bang Washington cũng không thoải mái lắm khi phải phát lệnh yêu cầu người dân ở nhà. Trong khi đó, nhiều thống đốc bang vẫn áp dụng quan điểm nới lỏng trước cuộc khủng hoảng dịch bệnh chưa từng có tiền lệ, ít nhất là giai đoạn đầu. Chẳng hạn như thống đốc bang Oklahoma, ông Kevin, đã vẫn tweet và sau đó tất nhiên đã xóa hình ảnh ông và gia đình đi ăn tối tại một nhà hàng, ngay cả khi các bang khác đã đóng cửa các hoạt động kinh doanh không thiết yếu. Thống đốc bang Florida, ông Ron, thì đã phớt lờ những kêu gọi phát lệnh toàn dân ở nhà chống dịch và tuyên bố ông không thấy hối hận chuyện đã cho mở cửa các bãi biển trong đợt nghỉ xuân. Ông cho biết việc các gia đình ngồi trên những bãi biển nóng ẩm và tràn ngập nắng ấm không gây nguy hiểm bằng những khoang tàu đông đúc ở New York. Và mặc dù là nền kinh tế hàng đầu thế giới với năng lực y tế hiện đại tiên tiến nhất, nhưng Mỹ cũng đối phó với thực tế không có đủ trang thiết bị y tế khi cùng một lúc rất nhiều người bị nhiễm bệnh. Đây là hình ảnh trung tâm tài chính của Mỹ, Boston, cũng ngừng hoạt động và trở nên vắng lặng. Theo nghiên cứu công bố vào ngày 27 tháng 3 của tổ chức phi lợi nhuận USS Conference, ít nhất có 213 thị trưởng của Mỹ cho biết họ không có hoặc không có cách nào cung ứng đủ trang thiết bị sử dụng và dụng cụ y tế để bảo vệ lực lượng y tế phản ứng ở tuyến đầu. Tạp chí Vox của Mỹ đã ra một thực tế như sau. Các bệnh viện mỗi bang đều lệ thuộc vào ngân sách bang đó để nâng cao năng lực phục vụ như tăng thêm giường bệnh, tăng phòng hồi sức tích cực, tăng máy thở và cả nhân viên y tế. Đến lượt các bang lại cần có sự trợ giúp ngân sách của chính phủ liên bang. Tình trạng thiếu thốn về nguồn vật tư y tế xảy ra trên khắp cả nước. Các bác sĩ và y tá trong tình trạng tuyệt vọng đã buộc phải tái sử dụng một số đồ bảo hộ hoặc phải giấu khẩu trang N95 để không bị lấy cắp. Các bác sĩ cũng lo, đặc biệt lo ngại về tình trạng thiếu máy thở vốn rất cần thiết cho những bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán. Các bệnh viện cũng được báo động về tình trạng khan hiếm thuốc, bình oxy và nhân viên được đào tạo. Bác sĩ Alexander của Hiệp hội Y khoa Sardino ở tiểu bang Bắc New Zealand đã nói với Reuters, ông phải thông qua một người môi giới trực tuyến để trả 17.000 đô la, mua khẩu trang và các thiết bị bảo hộ khác có giá khoảng 2.500 đô la và nhận hàng tại một nhà kho bỏ hoang. Và trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch viêm phổi Vũ Hán, giới chức Mỹ cũng đã nhanh chóng ban hành một loạt các biện pháp nhằm ứng phó với những hậu quả chưa từng có đối với mọi mặt của hoạt động xã hội, kinh tế, chính trị của đất nước. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành gói cứu nguy kinh tế 2,2 ngàn tỷ đô la vào chiều ngày 27 tháng 3 năm 2020 trong sự đồng lòng của cả hai đảng. Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày thứ 6, 27 tháng 3 đã viện dẫn quyền lực khẩn cấp bắt buộc hãng General Motors bắt đầu chế tạo máy thở sau khi ông cáo buộc nhà sản xuất ô tô lớn nhất của Mỹ lãng phí thời gian trong các cuộc đàm phán.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC vào ngày 29 tháng 3 yêu cầu người dân các bang như New York, New Jersey và Connecticut hạn chế đi lại sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố không phong tỏa khu vực New York. Các trường hợp được miễn bao gồm nhân viên, dịch vụ tài chính, cung cấp thực phẩm và một số ngành khác. Trước đó, biên giới dài nhất giữa Mỹ và Canada đã bị đóng cửa triệt để, ngoại trừ việc đi cấp thiết bị và phương tiện thiết yếu. Ông Trump cũng tuyên bố sẽ có một cuộc xét mới đối với người di cư hoặc người xin tị nạn vượt biên với giới Mỹ từ Mexico. Ông nói rằng chính phủ của ông sẽ viện dẫn một đạo luật cho phép việc ngăn chặn sự đi lại của công dân để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Động thái được cho là quyết liệt nhất của Mỹ trong cuộc chiến với dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán là thông qua gói ngân sách giải cứu kinh tế lên tới hơn 2.000 tỷ đô la. Lớn nhất từ trước đến nay, sự đoàn kết hiếm hoi của cả hai đảng, chính đảng lớn của Mỹ ở Quốc hội đối với gói cứu nguy kinh tế này cho thấy các nghệ sĩ Mỹ xem xét đại dịch viêm phổi Vũ Hán nghiêm trọng tới mức nào trong lúc dân Mỹ đang chống chọi với những khó khăn và hệ thống y tế đang chật vật đối phó với những thách thức do dịch bệnh gây ra với nguồn gốc từ Trung Quốc. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Hai, ngày 30 tháng 3 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de. Chúng tôi sẽ cập nhật những bản tin nhanh nhất, mới nhất và trung thực nhất để phục vụ các bạn. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần sau. Trung Khoa.